đầu tiên chúng ta cùng nhau phân biệt hai cái từ khá nhầm lẫn này các bạn nha một từ có nghĩa là sa mạc còn từ kia có nghĩa là món tráng miệng nó chỉ khác nhau ở một chữ s nằm giữa thôi các bạn ở trên đó, sa mạc là một chữ s bên dưới là hai chữ s tuy nhiên các bạn nhìn thấy đây cái phát âm của nó đó ở đây là desert desert còn bên dưới món tráng miệng đó mình đọc là dessert. nhấn âm sau còn desert là những âm tiết đầu tiên mình cùng tham khảo thử nha các bạn. Các bạn thấy đây. Âm đầu tiên á nó là e e de de. Còn ở đây âm đầu tiên là i là âm gió đọc thành ờ ờ cũng được ha mà là i i de de e de de, de. desert. Âm âm tiết thứ hai dùng âm ơ ngắn ờ z z z z z Desert, mình nghe thử. Desert, 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 desert. Các bạn chỉ cần lưu ý là cái từ nhấn âm ở âm tiết nào thì mình có thể phân biệt được các bạn. Nhấn vào âm tiết đầu tiên thì đó người ta chú trọng đến cái chữ e này nè, cho nên thông thường đó đọc thành chữ e, d, De desert, desert, desert. desert. Còn trong khi nhấn vào âm tiết thứ hai đó thì cái âm phía sau này nổi trội lên. Thường nó là âm ơ, ơ, dơ, 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 dơ. dơ. Nó có âm r nữa. Tuy nhiên đó trong tiếng Mỹ thì chú trọng đến âm r hơn. Còn tiếng Anh á bỏ qua cái âm r đấy. Trong tiếng Mỹ nó sẽ tạo thành cái độ ồn ồn của cái âm ơ. Ờ. Ờ các bạn thấy ở cuối cái âm Ơ đó tôi thường cong cái lưỡi lên ở vị trí chữ r để nguyên đó. dessert. Nghe thử các bạn. Dessert, dessert, dessert. Tập như vậy thì được rồi đấy. Tuy nhiên các bạn phải dùng chức năng nhận diện giọng nói để đọc xem coi có đúng hay không. Tại vì cơ bản nè, cái giọng vùng miền trong tiếng Việt của mình cũng khác nhau. Ở trong Nam thì nói kiểu này, ngoài Bắc thì nói kiểu khác. Cho nên đôi khi đó, các bạn nghe như thế nhưng mà cái nhận thức về âm đó các bạn liên tưởng đến cách phát âm của các bạn trong tiếng Việt hàng ngày, tự nhiên các bạn làm khác đi à. Cho nên là phát âm đọc nó không ra. Cho nên các bạn phải dùng chức năng nhận diện giọng nói nha, tôi đọc thử. Desert Đây các bạn, tôi đọc thử bên dưới luôn nha các bạn. Dessert. Đó, như vậy thì đó, các bạn phân biệt bằng cách là một từ thì nhấn vào âm tiết đầu tiên, còn từ còn lại thì nhấn vào âm tiết thứ hai các bạn nha. Dessert. Và các bạn phải nhìn vào phiên âm mới biết là từ nào nhấn chỗ nào, tại vì trong giai đoạn ban đầu đó thì các bạn chưa quen với phiên âm thậm chí nhìn cái từ này các bạn cũng chưa phân biệt nữa tại vì hai từ khác nhau chỉ có một chữ s thôi thì như vậy đó các bạn sẽ rất khó để mà nhìn vào từ nào đoán được phiên âm của từ nào thì tôi nghĩ là mỗi lần mà các bạn quên thì nên tra từ điển tại vì có rất nhiều từ bản thân tôi nếu không dùng nhiều đó các bạn cũng phải tra từ điển thường xuyên cho nên các bạn đừng ngại tra từ điển trong giai đoạn đầu học tiếng Anh thậm chí vài năm đầu các bạn phải luôn luôn tra từ điển ha tra để mình nắm rõ chứ đừng có đoán các bạn ơi nhiều khi các bạn hỏi tôi làm thế nào để nhìn vào từ mà đoán bởi vì tiếng Anh nhiều từ nhiều câu quá mà mình mỗi từ mỗi tra thì sao mà biết tôi cũng đề nghị là các bạn nên tra từ điển đi cái gì không biết mình phải tra cho rõ tập cho kỹ cho đến khi nó biến thành cái của mình thì cái đó nó là vốn của mình còn không nó vẫn là vốn của thiên hạ thôi các bạn cho nên là phải tra nha rồi như vậy thì đó đây là cách phân biệt hai cái từ này một là nhìn vào phiên âm để biết là nhấn vào âm tiết nào âm tiết đầu hay âm tiết sau hai là nhìn vào phiên âm để biết đó âm nào đọc ra làm sao nhìn từ đoán không được đâu các bạn nha thứ ba là dùng chức năng nhận diện giọng nói để mình đọc thử xem xem có đúng hay là không nếu các bạn đọc mãi mà vẫn không đúng đó bấm vào cái nút chia sẻ này đó các bạn chia sẻ nha thì nó sẽ chia sẻ lên diễn đàn thảo luận của lan kiên đầm các chuyên gia trên đó sẽ dùng cái chức năng bình luận bằng giọng nói để giúp cho mình nha bạn nào mà chưa sử dụng cái app lan kiên đầm đó thì các bạn cố gắng tập theo tôi trên video nha còn bạn nào mà sử dụng app lan kiên đầm rồi thì các bạn vào trong cái mục từ điển đó tìm đúng cái tên tôi là Thắng Phạm viết liền không dấu, Thắng Phạm viết liền không dấu tìm trong từ điển nha. Sau đó các bạn mở chế độ chuyên sâu của cái từ đấy lên thì các bạn sẽ thấy các danh sách này nha các bạn. Bây giờ mình tiếp theo. Tiếp theo là hai từ này, hai từ này nè các bạn âm tiết đầu tiên đó thì giống nhau. Tuy nhiên đó cái âm giữa là nguyên âm chính đó nó khác nhau cho nên là đọc sẽ nghe khác nhau mà mình chưa có quen nó cho nên thật sự mình không phân biệt được các bạn thấy âm tiết đầu tiên là là âm D, d, d. âm d. thì tôi hướng dẫn các bạn trong rất nhiều clip khác nhau rồi nó là sự kết hợp giữa âm d và âm d. có nghĩa là chuẩn bị phát âm d giữ hơi đó lại giữ hơi lại rồi giữ cái hơi đó lấy cái hơi đó để phát âm gì 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 thì nó ra nguyên cái tổ hợp âm gì gì này các bạn ha cái từ gel này đó là nó dùng âm e là nguyên âm chính cho nên là đọc là e je 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 tới đưa lưỡi lên vị trí của âm l gel 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 âm l thì thật ra nghe giống như âm o nhưng nó là vị trí lưỡi của âm l chứ không phải là vị trí lưỡi của âm o nha các bạn gel 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 đừng đọc là gel đừng đọc là gel gel là tiếng việt hay kiểu gì đó nhưng nếu mình dùng cái từ ngoại lai mà tiếng nước ngoài luôn đó các bạn thì lúc này mình phát âm đúng nó vẫn hay hơn tôi vẫn dùng gel mỗi ngày tóc tôi dùng gel này các bạn cho nên là nó cứng và nó dựng lên Tôi dùng gel, gel, gel. Tôi không có dùng gel. Nha các bạn ha. Gel, gel. Rồi. Còn cái từ này đó. Gel là nhà giam của cảnh sát các bạn ha. Gel. Nó dùng âm A ở giữa. Nó không phải là âm E như cái từ gel bên trên. Gel, gel. Còn này là A. J. 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 Jail. Phát âm A cho rõ ràng xong rồi mới đưa lưỡi đến vị trí của âm L. J. Gale, jail, jail, j jail, 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 Gale, jail, 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 jail Mình đọc thử xem như thế nào các bạn nha. Jail Yeah, nha. Yeah, thì như vậy thì đó. Đôi khi trong cái câu nói bình thường đó các bạn cái âm e này nè. Đôi khi mình phát nó hơi nghiêng về e một chút thì cũng không sao đâu, không ai bắt bẻ đâu. Bởi vì đó không ai mà đố nhau phát âm cái từ vựng đơn lẻ hết á, trừ khi trong phòng thi. Còn bên ngoài đó là người ta phân biệt các từ qua ngữ cảnh khác nhau. Có nghĩa là tôi nói tôi dùng gel mỗi ngày thì các bạn không thể nào nói chữ gel bên dưới này được. Yeah, bạn phải nói chữ gel bên trên thôi. Có một cái clip nào đó tôi nói về ngữ nghĩa của nó đó, trong tiếng Việt cũng có rất nhiều từ đồng âm với nhau mà mình cũng đâu có nhầm lẫn đâu, tại vì trong từng ngữ nghĩa mình hiểu riêng biệt trong ngữ nghĩa đấy các bạn nha. Rồi hai từ đó là như thế, một cái là âm e, một cái là âm e, nha các bạn. Rồi cái từ bên dưới đây, đây nè các bạn, cái từ này là nho, nho ha, là chùm nho đấy, thì nó dùng âm e ở giữa e, grey, gra, 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 gray gray ngậm miệng lại âm phờ một cái quỳ rồi cái hơi bị ngậm lại đó các bạn xì ra âm s cuối cùng quỳ 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 nguyên tắc của phát âm là phát tất cả mọi âm đơn lẻ rời rạc nhưng trong cùng một hơi trong cùng một hơi đấy thì nó không còn rời rạc nữa các bạn nhưng tại sao tôi dùng chữ rời rạc là bởi vì đó các bạn phải phát âm từng âm cho nó rõ xong rồi đó trong cùng một hơi nó sẽ kết nối cái âm đó lại thành âm của từ như các bạn ví dụ như là gui G-r gura gui 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 đó các bạn nó chuyển qua từng âm như thế thử đọc nha các bạn Grapes. Đối với từ vựng đó các bạn, từ vựng có một âm tiết là khó đọc nhất, tại vì lúc đó đó máy nó có thể nhận ra rất nhiều âm khác nhau, cho nên là đọc để cho máy nhận diện đó mà các bạn lấy từ một âm tiết đó mà nó khó quá thì thôi nha, từ một âm tiết là rất khó, còn từ mà từ hai âm tiết trở lên thì nhận diện nó dễ hơn, cho nên là các bạn lưu ý cái đặc điểm đấy, cái từ nào mà khó nhận ra quá, nó dễ biến thành các cái từ khác quá. Tại vì có rất nhiều từ đồng âm khác nhau các bạn nha yeah, Cho nên là lúc đó thì mình cũng đừng quan tâm lắm Đừng bận tâm làm gì Waves là như thế các bạn nha yeah. Nhớ cái cách kết hợp âm của nó Cái từ này đó các bạn Từ này nè Âm đầu tiên là âm j, <laughs> j, <là âm cười> Jack Jack ha yeah, Còn cái từ này đó là âm giữa đó nó là âm a dài còn ở trên đó là a ngắn a ja ja Jack, Jack. Còn bên dưới là job, job, job. Âm Mỹ đó thường có khuynh hướng dùng âm a dài, trong khi âm Anh đó thì lúc đó có thể nó dùng âm o dài hay là thậm chí âm o ngắn chẳng hạn. Job, job, nó nghe nghiêng về o hơn. Còn âm Mỹ đó các bạn sẽ thấy nghiêng về cái âm a dài hơn. O, job, 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 my job, 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 job. Jack, 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 a à, Jack, 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 job, 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 job. Thế là khi các bạn nghe cái âm cuối là âm bờ bờ đó thì nó khác với âm cờ cuối liền. Jack, job. Phân biệt là như thế các bạn nha. Bây giờ mình thử đọc từ này. Jack. Rồi thử đọc từ này luôn. Job. job Đó các bạn ha, các bạn thử đọc xem cho đến lần thứ bao nhiêu thì bạn sẽ được cái con số 1 này đầu tiên nha các bạn. Và kể từ lần đầu tiên các bạn đạt con số 1, ý là cái lần đúng đầu tiên đó, các bạn phải phát huy lên, phải đọc nhiều hơn nữa, lặp lại cái âm đúng. Khi âm đúng nó biến thành cái phản xạ mới thì nó sẽ dần dần thay thế cái phản xạ cũ nó bị sai tại vì khi các bạn nói chuyện mà không suy nghĩ đó mở miệng ra nói liền đó thì nó sẽ nói theo quán tính theo phản xạ mà phản xạ của mình là thói quen cũ đó mở miệng ra mình sẽ nói âm cũ mặc dù mình biết phát âm mới rồi nhưng vẫn phát mà vẫn nói âm cũ tại vì âm mới chưa biến thành âm của mình để nó thành của mình thì đơn giản các bạn lặp lại càng nhiều lần nhất có thể các bạn nha thì lặp lại làm sao mỗi lần lặp mỗi lần đúng đó thì các bạn phải dùng chức năng nhận diện giọng nói nha các bạn job 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 jack jack nha các bạn ha rồi bên dưới này nè có ba từ luôn nó sẽ làm mình nhầm lẫn các bạn ha ba từ để tôi mở phiên âm của nó lên hết để các bạn xem đây cái này đó là âm đầu là dùng âm d d d. Âm này cũng là d d đúng không? Nhưng âm này đó là ch ch ch. Âm này là không rung thanh quản. Ch ch ch. Giống như trong teacher ch ch. Còn này là d d d d. Ha? âm giữa là nguyên âm chính của từ judge với lại từ just này giống nhau. Tuy nhiên đó ở trên nó âm cuối đó là âm d d. Judge, judge. còn này là just, 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 just. G -G -G. Nó, mình phân just gi gi từ này qua âm cuối nha các bạn Còn cái từ bên dưới đó Nó âm giữa là âm ơ, ch. âm gi âm gi gi âm gi 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 Ch âm cuối cũng là âm Ch gi còn kia là church, 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 church. Church, church. Church. I go to church every day. I go to church every church, day. Church, church là nhà thờ ha. Từ này có nghĩa là ông thẩm phán, ông quan tòa đó các bạn. Còn này just nó có nghĩa là chỉ là, chỉ là cái này, chỉ là cái kia gì đó các bạn. Bây giờ mình đọc thử cái từ đầu tiên trên đây thử nha các bạn. Just a j j judge. Judge. Rồi, bây giờ đó mình đọc thử cái từ bên dưới này các bạn. Just. Rồi, bây giờ mình đọc từ bên dưới này xem sao. Er, ờ, church. Er, ch. ờ, mình nhấn mạnh cái âm er, kéo dài cái âm er một chút các bạn nha. Er, ờ, church. Ch church Đó các bạn ha. Đó ba ba từ này phân biệt bằng cách đó nha, phân biệt cái âm giữa nè, hai bên trên dùng âm e e hết còn bên này là âm er. Ờ, còn âm đầu âm cuối của cái từ church, nhà thờ này đó là âm nhẹ nhàng hơn. Ch, ch, ch. Còn bên trên là j j j. Còn hai từ này các bạn nhớ phân biệt âm cuối là sờ tờ và âm cuối là j j nha các bạn. Rồi từ tiếp theo nào? Từ này các bạn Từ này nguyên âm chính là âm R Nếu có cái âm R này đó, thì trong tiếng Anh thì thường bỏ qua Nhưng mà tiếng Mỹ đó nó có âm R là R, R R là cuối cái âm nguyên âm dài đó Người ta đưa lưỡi lên, à, công lưỡi thành âm R R, L, L, G, G Âm cuối là âm G, G L, G, như tôi cũng đã nói đó ha từ có một âm tiết khó nhận diện độc lập lắm cho nên nếu các bạn đọc nó một mình mà không được thì đưa nó vào trong câu nào đó các bạn đọc sẽ dễ dàng hơn nhưng các bạn chú ý là phát tất cả mọi âm chứ các bạn bỏ âm thì nó nhận cũng không ra mình đọc thử các bạn lodge rồi các bạn ha chú ý nha r la, lodge lodge còn cái từ này nữa các bạn uh thấy viết thì các bạn thấy là t r e đúng không nhưng nhìn vào phiên âm của nó đó các bạn mới thấy nó là leader li liter liter các bạn nếu đọc giọng anh thì là liter e li liter còn giọng Mỹ là leader 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 các bạn ha. Đến đây các bạn sẽ hỏi tôi là nếu như cái từ một chút đó nói như sao nó là le little 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 le li, le li, little còn này là leader 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 mình đọc thử nha các bạn leader Nói đến đây đó các bạn thì nó lại đồng âm với lại cái từ bên dưới này. Cái từ bên dưới nè các bạn nhìn thấy phiên âm là leader đúng không? Cái chữ đờ này một cách chính thức nè. Leader. Âm đầu tiên thì giống nhau dùng âm y dài. li ly ở trên cũng vậy, ly, ly, nhưng nó cái âm t này nằm giữa hai nguyên âm và không mang dấu trọng âm luôn, cho nên nó âm t này biến thành âm d. Thì biến thành âm d mà âm d đó nằm trong một cái âm tiết ở giữa từ đó thì lúc này cái âm d nó hay biến thành âm d ngắn lắm thì các bạn sẽ nghe được là âm d d d d giống nhau. Nó không phải là d đ nữa trừ khi nào đó cái âm d mà nằm ở đầu từ đó nó sẽ được phát đúng cái thể của nó strong form là d d. Ví dụ như là do do. Người ta không nói là du du mà là do do. Nhưng mà nếu nó nằm giữa từ thì lúc này nó rất dễ biến thành cái âm d ngắn là d d d d d. Cho nên các bạn nghe là little little, leader leader, leader hơn là leader không ai nói là leader hết đó mà là leader leader thì hai từ này đồng âm cho nên nếu các bạn mang nó ra mà thực tập để cho máy nó phân biệt nó không phân biệt được đâu các bạn ha ở đây vẫn là leader thì hai từ này đồng âm nói độc lập không ai biết được hết á nha yeah. leader trừ khi đó là mình nói là I am a leader thì người ta biết được tôi là một lãnh đạo đúng không còn khi mình nói là it is one liter thì người ta biết đó là đơn vị đo lường đó là một lít nha thì nằm trong câu mới phân biệt được còn bên ngoài từ độc lập mà đặc biệt là từ có một âm tiết thì rất khó phân biệt các bạn rồi bây giờ đến từ này từ này nha mỗi từ đều nhìn vào phiên âm cái hay của lan kiên đầm đó là bây giờ họ bổ sung phiên âm vào dưới tất cả các từ các cụm và các câu luôn cho nên là à, mấy triệu câu trong lan kiên đầm câu nào cũng có phiên âm cả nhìn vào là mình biết luôn khỏi cần vào chế độ chuyên sâu các bạn ở ngoài đây mình cũng thấy được hết rồi cho nên là các bạn thấy ha phiên âm của cái này âm tiết đầu tiên á, là nó dùng âm à, 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 nguyên âm chính của âm tiết đầu tiên là à, l l k. tới âm cờ l có âm cờ trước đi đã thay vì mình rơi âm cờ xuống nó làm như thế này l k, l k. nhưng âm cờ nằm giữa từ sau nó vẫn còn tiếp tục có âm nữa cho nên là mình không rơi âm giữa âm cờ lại l đúng không còn nếu không có âm cờ là l uh, l l có âm cờ là l l l đúng không Âm tiết tiếp theo là dùng âm sờ dài. Sh, -sh, -sh, -sh. luxury, 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 luxury. Nhìn vào phiên âm nha, chứ đừng có nhìn vào cái từ mà đoán nữa. Tôi đôi khi các bạn hỏi tôi hoài làm thế nào để nhìn từ mà đoán. Tôi biết chắc chắn rằng là các bạn bị ảnh hưởng bởi cái việc đi thi đi thi nhìn từ đoán để làm bài cho nó nhanh nhưng ra ngoài đời đó mình phải tra từ điển các bạn ơi tôi cũng không phải là fan của đoán mò đâu cho nên là tôi không biết trả lời cho các bạn uh, cái câu đó như thế nào cả nhìn từ tôi không biết phải tra từ điển nha các bạn tìm bí kíp uh, nhìn từ mà đoán um, ở chỗ các thầy cô khác xem sao còn tôi thì tôi không biết mà tôi cũng không cổ suý cái phương pháp đó Nha các bạn luxury Lux luxury 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 mình đọc thử nha các bạn luxury đó các bạn thấy không? luxury nhìn vào phiên âm nha nhìn vào phiên âm tra từ điển đó rồi cái từ này nè các bạn sẽ đoán mò suốt thôi có bạn thì đọc là mosquito các bạn còn đọc là mosquito nữa chứ tại vì thấy âm ui đây nè đọc là khuy Vậy thì bây giờ các bạn nhìn vào đây đoán được không các bạn? Đừng đoán nha, đừng đoán tra từ điển. Chưa bao giờ gặp thì đừng đoán tra từ điển. Tôi mở ra cho các bạn xem. Đây. Các bạn thấy không? Ba âm tiết, nhấn vào âm tiết thứ hai, cái dấu trọng âm để trước âm tiết nào là nhấn vào âm tiết đó nha các bạn. Âm tiết đầu tiên là m m không phải là mos đâu nha mà là m, m rồi âm tiết thứ hai dùng âm y dài các bạn thấy viết như thế này tưởng đâu đọc là khuy giống như bánh quy vậy đó còn đọc là quy nữa thì sao được nha mà ở đây chỉ là âm y dài thôi là mosquito 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 âm tiết thứ ba là o oh, to mosquito mosquito đọc theo giọng mỹ là mosquito 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 Nha các bạn mình nghe thử nha. mosquito 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 đừng đọc mosquito mosquito đừng đọc mosquito 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 Yeah, đó nha, các bạn chỉ cần làm theo đúng như thế, Ngồi ngày trước đến giờ mình biết theo kiểu nào đó thì cũng phải suy nghĩ lại đi, nhìn vào phiên âm mà tính. Nếu các bạn không tin tưởng phiên âm này thì mình có thể chọn những từ điển như là Cambridge nè, Macmillan này để mình tra để mình biết. Nhưng phải là phiên âm quốc tế nha các bạn, tại vì ở đây nó dùng phiên âm quốc tế. Các bạn đọc phiên âm Mỹ nó khác hẳn với lại cái hệ thống phiên âm này nha tôi dùng phiên âm quốc tế mosquito mosquito ở đây các bạn nhìn vào từ này đố các bạn nhấn vào đâu mình phải tra từ điển nữa nha các bạn bấm này sổ xuống đây nhấn vào âm tiết thứ hai và cái từ này đó gần như là có bốn âm tiết nha các bạn bốn âm tiết các bạn nghe thử nè mysterious đấy ở đây nha âm đầu tiên là âm e thì đọc là me me mê tới tiếp theo đó nó có cái âm s ha và âm âm nguyên âm chính của cái âm thiết thứ hai cũng là âm i i cho nên đọc là master must, master cái âm i đầu đó là nó biến thành âm gió đọc là m, m hoặc là mister 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 cho nên nó có âm s phía sau cho nên các bạn nghe được giống như là miss miss OK, không sao cả. Mister, Mister, steer. Nếu các bạn thấy cái âm ear ở đây không, nếu nó nằm đơn lẻ thì đọc cho nó rõ. Tuy nhiên đó, nó, nó là âm gió mà, cho nên nó, nếu còn âm tiết tiếp theo đó, thì cái âm gió này nó nó không rõ ràng đâu. Cho nên đọc là Mister, steer. Không không thả, không rơi xuống dấu huyền. Không đọc là Mister, steer. Không làm vậy ha, mà là Mister, Mysterious, 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 mysterious. Nghe lại thử các bạn. Mysterious, mysterious. Đúng không? Mysterious. Cái dấu trọng âm nằm trước âm tiết nào nhấn âm tiết đó. Đây nằm ở âm tiết thứ hai. Myster, mysterious, mysterious. À, cho xuống dấu quyền luôn. Mysterious, mysterious. Mình đọc thử. Mysterious. Yeah, các bạn thấy đó từ có hai âm tiết trở lên đó, đọc một cái là trúng liền còn từ có một âm tiết nó vô cùng khó ha yeah. cho nên từ có một âm tiết các bạn nghe tôi tập và tập cho đúng theo thôi còn cái việc mà đọc mấy có nhận ra hay không là nó khó khăn lắm tại vì một từ đó một từ một âm tiết nó nó đồng âm với vài chục âm khác lẫn các bạn vài chục âm khác cho nên nếu đọc độc lập đó, thì rất khó mysterious mysterious chữ này nhìn thấy là dễ rồi ha tra từ điển nào âm giữa đó là nguyên âm chính đó tại vì không có nguyên âm là không thành từ nha là nguyên âm chính là âm i yeah, yeah, yeah. có người đọc cái âm chính này đó thành cái âm gì gì đâu đó là nó không hay lắm tuy nhiên đó các bạn nhớ là đọc thành cái âm i yeah. nó giống như âm y yeah trong tiếng việt vậy đó i yeah, yeah, nhưng mà ngắn hơn cực ngắn i i i như trong cái từ cái âm này dùng trong cái từ beer 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 dùng âm ear 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 beer beer nếu không phải là âm ear thì đọc không ra được chữ beer đó các bạn hay là chữ dear hay là chữ here đều dùng âm này hết cho nên nó là âm ear ear me me trong khi nói chữ me mà cái hơi còn lại của âm ear đó đưa lưỡi ngậm giữa hai răng phì hơi ra tạo thành cái âm me Myth, 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 myth. Nghe thử các bạn. Myth, myth. Rồi đọc phải kê miệng mình gần cái microphone bởi vì cái âm này nè là khó nhận ra khi mình nói xa nha các bạn. Myth. Rồi đến cái từ này nha, từ này cũng vậy nhìn phiên âm cho nên là các bạn học với tôi cái kiểu này nha rồi các bạn phải thủ sẵn từ điển nếu ai đó dùng app lang kiên đầm thì tốt rồi luôn luôn có phiên âm kèm theo còn không thì các bạn phải thủ sẵn cái từ điển từ nào cũng lật ra đọc được phiên âm đó mới hay bạn nào vẫn chưa đọc được phiên âm thì các bạn hỏi tôi nha hỏi tôi coi phiên âm đấy đọc như thế nào thậm chí trong cái loạt video này nè các bạn bí cái từ nào hay là từ nào không biết đọc phiên âm thì các bạn comment vào trong cái dưới cái video này để tôi sẽ lên danh sách tôi hướng dẫn các bạn tiếp theo nha. Mục tiêu đó là sau cái loạt này các bạn phải biết tra từ điển đọc được phiên âm từ nào cũng đọc đúng hết. Thì như vậy mới thành công các bạn nha. Thì các bạn thấy nè, âm ơ và âm bờ ơ ơ bờ bờ ơ ơ ơ ses nhấn vào âm tiết thứ hai, dấu trọng âm nằm trước âm tiết thứ hai thì nhấn vào nó obsess Ses, eh, ses, obsess. Nghe thử các bạn obsess. Nó là âm sờ cho nên là sess chứ không phải là obsess nha, yeah. obsess. Đọc thử. Obsess. Yeah, obsess. Bình thường thôi. ờ ờ chuẩn bị nói âm bờ mà không nói ờ uh, chứ không nói là ob ob là không được. Obsess nha các bạn. Rồi, từ này nhìn vào phiên âm các bạn nhìn vào phiên âm âm tiết đầu tiên là một âm ờ ờ ờ là cực ngắn nha chứ không phải là ờ giống như âm ơ trong tiếng việt đâu trong tiếng anh nó nè cái âm sau là âm ơ dài nè là kéo dài ra còn âm ờ ngắn là phát nửa quãng âm của âm ơ dài là ờ ờ còn kia là ơ ờ, ơ ờ. âm dài âm ngắn là người ta phân biệt nửa quãng hay là một quãng âm nha các bạn Chứ không phải giống như nhiều người nói bây giờ là âm căng âm lỏng gì đó rồi rồi không nói là cái khái niệm âm ngắn âm dài là sai tôi nghĩ cái đó là do sự hiểu sai của cái khái niệm âm ngắn âm dài nha các bạn các bạn muốn căng lỏng gì đó tùy các bạn nhưng mà nó phát nửa quãng thôi nó không ra được cái âm ơ cho nên gọi là nửa quãng nha Ờ. À. rồi âm tiếp theo được nhấn là ơ cơ ơ cơ occur, occur. Âm cuối có âm r cho nên á thường nó rơi xuống dấu huyền của cái âm ơ đấy. Ơ. Ờ. Rồi trong tiếng Mỹ đó cong lưỡi lên tạo thành âm r nữa. Ơ, ờ. occur, ờ. à. à. a, occur, occur. Nghe thử các bạn. Occur, occur. Occur. Rồi nha. Yeah. Đây các bạn ha, cái từ này nè với lại cái từ này, kể cả cái từ này nữa, như vậy thì sự khác nhau ở chỗ nào? Các bạn xem đến đây là lại tiếp tục bối rối thì tôi khuyên các bạn là không cần phải có cái sự bối rối đấy đâu. Mở từ điển ra các bạn, mở từ điển ra các bạn thấy nè, mở ra. Rồi bên dưới này cũng vậy, mở ra. Nha, yeah, mở ra các bạn sẽ thấy được là đây đó là âm ô dài. O dài. Còn đây là âm. a uh, a uh, other other Còn này là uh, Another. Uh, another. na na another another Còn trong khi âm trên là or or order 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 Or. order order Other. 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 order other, other, order, Ad, other, other. Đây các bạn thấy không? Có nghĩa là âm a, uh, a, uh, other, other, each other, each other, other. Chứ không phải each order. Order là cái đơn đặt hàng. Order, or, 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 order, order. Nghe thử nào các bạn. Order, order. Phải không? Order, order. Đọc thử luôn. Order đó còn này là other other đọc thử nha các bạn nghe thử trước other 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 another An another another the the, the 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 another another mình đọc thử nha các bạn other rồi Another, yeah, other, other, another, other, another, 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 other là khác, yeah. khác. Còn này another là một cái khác, nha yeah, các bạn ha. Nó giống như cái chữ an cộng với chữ other nó ra là another. Yeah, một cái khác, còn cái này là khác thôi. Cái tính từ khác thôi. À, đôi khi nó đóng vai trò là danh từ nữa, thêm the phía trước. À, tuy nhiên là dùng trong câu mình sẽ rõ hơn các bạn ha. Another, phân biệt như thế các bạn. Rồi, lại à, ba từ này để phân biệt nè các bạn. Nhìn vào phiên âm, âm này là âm o dài. Âm o dài đó, ở đây nó cũng là âm o dài. Ha? Tuy nhiên cái chữ này là âm a ngắn. A, a, a. Âm ngắn là phát nửa quảng. À, à, còn âm dài là A, 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 P, P, Park, Park, Park. Còn này khác nhau với cái từ trên là Bark, 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 là chó sủa. Bark, 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 từ trên là Park, <laughs> Park. <laughs> <laughs> khác nhau âm đầu tiên, Park bark bark park bình tĩnh lại để nhận diện thôi nha park to the park to the park park bark bark a dog is barking in the distance bark bark bark, bark. mình đọc thử nha các bạn park rồi các bạn cái từ này chỉ cần phân biệt là bờ bờ đầu thôi còn kia là p p p bờ bờ bark nhưng nhớ đó là âm giữa đó là âm a dài nha. a bar, bark, a pa, pa, park, bark, bark, bark. Rồi, còn cái từ này âm a ngắn a, back, 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 back. Bark, bark, back, back, back. Nghe thử các bạn. Back, back, back. Phân biệt luôn nha. Bark 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 back 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 bark bark back back khác nhau nha các bạn back rồi đó cách phân biệt như thế các bạn nha rồi cái từ này cái từ này đó cái cách viết đó là cái từ mình thấy chữ ph như thế này nè nhưng mà nhìn vào phiên âm nó là âm phờ thôi các bạn phơ r a free 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 tới tiếp theo là âm giờ âm này cũng âm giờ cuối cũng giờ cho nên đọc là this phrases phrases phrases, phrases. this this phrases đừng đọc là phrases phrases nó đâu nhận ra các bạn phrases phrases các bạn thấy không nghe lại nữa nha phrases 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 đó các bạn dễ dàng ha nhìn vào phiên âm thì mọi cái sẽ dễ dàng các bạn ha rồi cái từ này các bạn nhìn nè really có uh, hai cách phiên âm một cái đó là dùng âm y dài ở đây mình thấy là y dài còn một cái là y ngắn các bạn thấy là er luôn cho nên là đó cái cái từ này đọc không thể sai được các bạn ha thì âm y dài là như thế này nè y re real really, really, really. Nó tạo thành cái từ mà mình nghe là really, real, real, really. Mà khi nói rõ cái chữ really đấy, nó là âm y ngắn. Tại y ngắn nó là ear, 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 real, real, really. Còn âm y dài đó mà mình phát nhanh nó cũng trở thành ngắn thôi. Tại vì nó, phía sau nó là ờ mà. Ear, real, really, really nó hơi nặng hơn một chút really really các bạn nghe thử really nó ha giáo viên đang có khuynh hướng dùng âm ngắn really nha yeah. thì ngắn dài gì trong trường hợp này nó cũng đúng cả các bạn really rồi cái này đó để phân biệt thì dễ thôi bên trên nó là ear còn bên dưới này nè nhìn vào phiên âm thì nó là air air rare, rare. Còn kia là rare. Còn này là rare, rare. Rarely, rarely, rare, rarely, rarely, rarely là hiếm khi. Còn really là là có thật nha các bạn ha. Rarely. Đó các bạn, từ có hai âm tiết thì rất là dễ nhận diện các bạn ha. Rồi, cái từ này nè nhiều bạn đọc không ra là tại vì nó nó có hai âm r, hai âm r mà âm r trong tiếng Anh á nó thật ra là khó nhất nhì à, trong tiếng Anh đối với người Việt mình. Âm khó nhất là âm l, âm l mình phát ít khi đúng lắm. Còn khó thứ hai là âm r, tại vì nó không giống như chữ r tiếng Việt là mình nói r r âm bên ngoài luôn còn cái chữ r tiếng anh là âm bên trong r r, -r rút lưỡi vào sâu bên trong cong lưỡi lên để nguyên không động đậy trong tiếng việt là mình phải đánh lưỡi r r r r còn trong tiếng anh là r -r -r, lưỡi không nhúc nhích vị trí miệng răng lưỡi không nhúc nhích gì cả r -r 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 rồi hơi nó qua theo cái đường kẻ răng miệng còn lại đó, nó tạo thành cái âm rồi từ vị trí đó mình phát âm tiếp theo chứ không phải là nối lại cho các từ nha, nối lại các cái âm trong từ nó không có phải. Nó không giống như trong tiếng Việt mà phát âm này xong rồi phát âm kia rồi tới phát âm nọ nó tạo thành âm của một từ nha các bạn. Ở đây là các bạn nghe thử trước. rural. Đó thì các bạn thấy âm này là âm u ngắn là u u u rural 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 các bạn đọc thành chữ rural rural kiểu gì cũng được tại vì đây là âm khó cho nên á từ từ rồi khi mình nói giỏi tiếng Anh rồi đó mình hẳn phân biệt cái sự khác nhau rất là nhỏ nhưng mà nó tạo ra cái sự tinh tế khi mình phát âm tiếng Anh của chữ r này các bạn nha cho nên tạm thời các bạn cứ dùng chữ R tiếng Việt nếu mình không dùng được chữ R tiếng Anh không sao cả. Tại vì đó cũng khó nhầm lẫn. Trong trường hợp nói nhanh đó, thì các bạn không phát được âm R tiếng Anh thì các bạn sẽ không nghe được âm R tiếng Anh tại nó rất nhẹ. Ha. Nhưng mà đối với những từ bình thường thì các bạn cố gắng du di nó đi Phát làm sao cũng được miễn ra âm R là được ha Bây giờ mình thử phát cái này các bạn Rural ha nó phải nhẹ như thế rural rural ru, ru, ru. còn mình nói là rural rural ru, ru, ru. thì không ra đâu đó là chữ tiếng việt ha và tôi cũng khuyên là các bạn đừng cố gắng tại vì mình nói tiếng anh lưu loát nó cần thiết hơn là phân biệt những cái âm này ha, giọng người ấn độ rất là kỳ rất dở nhưng mà họ nói tiếng Anh lưu loát, giọng người Singapore cũng vậy, không có hay. Nhưng mà nói tiếng Anh lưu loát, chính cái sự lưu loát đó đó các bạn, cái fluency đó đó, nó quyết định sự thống trị của mình trên thế giới. nha Cho nên là fluency nó quan trọng hơn nhiều so với lại pronunciation nha các bạn nha. Cho nên là không phát âm đúng thì cũng không cũng dở thật, nhưng mà phát âm đúng để, để rồi mà cái trình độ fluency nó rất kém thì các bạn phát âm đúng để làm gì chẳng lẽ để đi thi mãi sau trời hay là chẳng lẽ để đố nhau ở vài từ vựng không có phải quan trọng là bạn mở miệng ra nói tiếng anh như tiếng việt rồi cái giọng mình sao cũng không sao cả cần nhất là cái đó đi các bạn tại vì bình diện chung đó người việt mình tiếng anh không giỏi cho nên là cần thiết nhất là fluency Các bạn nha Fluency Rồi tôi giúp các bạn một chút về phát âm à, Có trên lệch một chút cũng chẳng sao cả Các bạn đừng có lo lắng lắm về Cái khả năng phát âm nha các bạn Rồi Hai từ này Các bạn nhìn vô một cái viết bằng chữ A Cái viết bằng chữ O Hỏi phiên âm sao Nhìn vào từ điển các bạn biết phiên âm liền Nha Đặc biệt là với từ điển này Các bạn có thể phân biệt được hết à, Thì mở nó ra các bạn Đây các bạn thấy nè. Nhìn phiên âm đây là âm o dài. Âm o dài. Còn đây là âm ơ. Ơ ơ ơ. Trách mắng ai đó. Đây là động từ scold là trách mắng ai đó. Còn trong khi đó cái chữ scold này đó. School. Scold này đó, nó là một cái bổng nước gì đó ha. Scald, scold, scold, o, o, o. Còn này, o, o, scold, scold, scold. scold school oh, school school rồi tới âm l school school scold scold nó giống như từ cold là lạnh đó các bạn cold ờ oh, cold âm o oh rồi tới âm o oh của âm l cold cold scold scold mình đọc thử scold rồi, còn này là score, OR, score, tới âm l, score, scold, scold. Lọt vô cái trường hợp âm l là âm khó nhất đối với người Việt nữa, cho nên là gặp những cái kết hợp này nó gây khó cho chúng ta thôi ha. Nếu mà các bạn không quá cấp thiết à, phải buộc phải dùng những từ này thì bỏ nó quang bên đi các bạn mình dùng các từ khác nha scold mình đọc thử các bạn scald Yeah, yeah, phát đúng âm là đọc qua thôi các bạn nha, phát đúng âm nhớ như vậy đó, phân biệt bằng cách giở từ điển ra chứ đừng ngồi đoán các bạn nha. Âm o còn này ơ, Rồi, hai từ này là hai từ đồng âm, đồng âm cho nên các bạn thấy nè thấy không phiên âm này phiên âm này làm sao mình nói chữ c mà ai đó mà phân biệt được mình đang nói cái từ là nhìn thấy một cái là động từ nhìn thấy hai là từ biển làm sao mà phân biệt được các bạn giống như tôi hay lấy ví dụ cái từ ba đó tôi đố các bạn tôi đang nói cái từ ba nào từ ba có nghĩa là bố hay từ ba là số ba sao các bạn biết được Đúng không? Thì nghe từ C si, các bạn không phân biệt được đâu cho nên đừng cố gắng phân biệt làm gì tại vì đồng âm mà. Đúng không? Rồi, đọc đó thì nó cũng ra từ C si, bình thường thôi. C, 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 C. Ở đâu nó cũng là C si cả nha. C. Si. Đó các bạn. Rồi cái từ C si, biển này nè. Đôi khi các bạn đọc C si, nó lại ra cái từ kia thì mấy nó đâu có hiểu đâu các bạn ha. C. Si đó các bạn, nha. Yeah. May mắn là máy nó hiểu như vậy. Tuy nhiên đó là mình đọc cái từ kia nó hiểu thành từ này là bình thường hay là ngược lại, nha các bạn. Rồi, nhưng riêng cái từ này đó nó khác một chút. Nè, các bạn thấy nè. Âm đầu này là âm sờ ngắn là mình nói si si. Còn âm này là shi shi. Các bạn đọc cái từ shi này mà các bạn đọc thành si si thì máy nó không hiểu, người nghe cũng không hiểu. Tại vì hai âm khác nhau mà. Âm cuối thì giống nhau, nguyên âm chính là giống nhau y dài cả, tuy nhiên khác âm đầu. She, she. She. She, she, she. Đọc thử nữa các bạn. She. Rồi ha các bạn em. She, she. She, 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 She. she, she. she. Rồi. Đây, cũng nhìn vào từ điển nữa nha các bạn nhìn vào từ điển mới biết được là âm này là âm y dài tuy nhiên nó có một số mẹo để người ta nói là hai chữ y đi gần nhau thì phát thành âm y dài không nhất thiết là đúng trong mọi trường hợp đâu ha mà đã không nhất thiết là đúng trong mọi trường hợp thì đừng có suy mình biết từ nào chắc từ đó tra từ điển từ nào dùng từ đó cho chắc nha các bạn ha c âm y dài thì phải đọc cho tròn âm đi đã còn âm ngắn mới là phát nhanh y c trong lúc đang phát tròn âm y c seed seed c là hạt giống mình không đọc là seed seed mà là seed 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 rồi thêm cái chữ less vào phía sau đó nó dùng âm ơ hoặc là âm y, thì đọc là less còn ơ là đọc là less kiểu gì cũng được tại vì âm y có khuynh hướng biến thành âm ơ, e nha yeah. rồi seedless 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 see, nghe thử các bạn seedless 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 mình phải ngậm miệng thành âm đờ rồi mới đọc chữ less nha yeah. seedless see, mình đừng đọc là seedless see, thì nó nhận không ra đâu bỏ mất âm đờ giữa rồi seedless seedless đọc thử các bạn seedless rồi. Còn hai từ cuối cùng, hai từ cuối cùng thật ra là một từ thôi các bạn, một từ ha và từ dưới nó ăn theo thôi. Các bạn thấy nè. Cái từ dưới đó ha, nó dùng âm o dài, o more, 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 more. Âm o rồi tới âm l, more, more, more nha, yeah. more, more mình nói tiếng Việt với nhau là mình đi mò đi, đi mò chơi đi, đi mò chơi đi mò. Mình nói đi mò là mình nói tới âm giữa thôi là âm o thôi. Sở dĩ nói như vậy là nó có âm giữa là âm o dài nha các bạn. Đi mò, đi mò. Rồi thêm âm l nữa là mò, mò, mò. Mò, 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 mò. Trong khi cái này đó là dùng âm a dài. o, a a, a, a. Small,

small 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 mall 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 hai cái hai cái âm tiết cuối cùng là của chữ mall với lại chữ small là giống nhau cũng được ha các bạn ha nếu bỏ âm s ra thì nó giống nhau rồi đó các bạn, có nghĩa là hôm nay mình có khoảng 37 từ, 37 từ à, những cái từ mà các bạn yêu cầu đó ha. Nếu như các bạn có từ nào mà không biết đọc phiên âm hoặc là nhìn phiên âm mà vẫn không biết đọc thì các bạn comment vào dưới video này. Tôi sẽ sắp xếp làm những video hướng dẫn phát âm theo nhu cầu tiếp theo nha các bạn. Và tôi hy vọng đó là thông qua cái cách hướng dẫn của tôi là cách diễn giải của tôi là các bạn phải đọc được từ điển nhìn vào từ điển phải biết đọc được phiên âm và từ đó đó trong cái hàng triệu từ các bạn mới tra và đọc được nha chứ không phải là thông qua cái hướng dẫn của tôi các bạn làm được các từ này rồi đến bao giờ thì các bạn mới biết đọc được hết tất cả các từ cho nên là từ điển thì chỉ cần dở điện thoại ra là tra được từ điển rồi các bạn Yeah, cho nên là đọc được từ điển mới quan trọng nha yeah. đọc được từ điển rồi làm sao học cách phát âm đúng khi mình nhìn vào phiên âm yeah. và dựa vào cái từ điển lan kiên đầm này đó các bạn có thể tham khảo được mọi thứ trong một cái và các bạn nhớ cái danh sách của tôi truy cập bằng cách là tìm cái tên tôi thắng phạm viết không dấu ở trong từ điển của lan kiên đầm nha yeah, các bạn để mở nó ra bạn nào đang xem mà chưa đăng ký vào kênh, các bạn bấm vào nút đăng ký hoặc subscribe để có thể nhận được video mới của tôi. Khi tôi đưa lên vào 7 giờ tối sớm nhất các bạn nha để khỏi bị nhỡ video nào. Nếu bạn thích video này bấm vào nút like. Nếu bạn có các từ nào mà còn cần phải hướng dẫn các bạn comment vào à, bên dưới video này giúp tôi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.